1907 năm, quân ta đã giải phóng hoàn toàn tỉnh Kon Tum, Gia Lai và toàn bộ Tây Nguyên, giải phóng Quảng Nam, Quảng Ngãi, Huế, Đà Nẵng, Bình Định, Phú Yên, giải phóng Khánh Hòa nối liền vùng giải phóng từ Tây Nguyên và các tỉnh Trung Bộ. 17 giờ ngày 26 tháng 4 năm 1975, các lực lượng của ta chiếm tất cả 5 hướng chiến dịch đều nổ súng tiến công. Đúng 11 giờ 30 phút ngày 30 tháng 4 năm 1975, lá cờ giải phóng đã tung bay trên nắp Dinh Độc Lập. Bắc Nam sum họp một nhà để đất nước vang khúc khải hoàn ca. Vàng trong muôn ánh sao vàng rực tung bay, dù già có mê say những bước chân dừng về đây. Sài Gòn ơi vững tin đã mong rồi một ngày vui dài cho. Trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, sư đoàn tiến công phá vỡ tuyến phòng thủ kiên cố của địch ở Đông Nam Sài Gòn, tổ chức các lực lượng đột kích thâm sâu đánh chiếm Dinh Độc Lập, bắt sống toàn bộ đối tác ủy quyền Sài Gòn, góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Những năm cuối của thập niên 70-80,
sư đoàn đã tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới ở hai đầu đất nước và làm nghĩa vụ trên đất bạn Lào, Campuchia. Với những chiến công và thành tích vẻ vang, sư đoàn đã xây đắp nên truyền thống đoàn kết, kiên cường, thần tốc, táo bạo, quyết thắng. Có 14 tập thể, 12 cá nhân được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Sư đoàn vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng huân chương Hồ Chí Minh, huân chương quân công, huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất, huân chương chiến công và nhiều phần thưởng cao quý. Song chúng ta cũng không thể nào quên cuộc đọ sức lịch sử 81 ngày đêm tham gia chiến đấu bảo vệ thành cổ Quảng Trị của sư đoàn 325. Mùa hè sư tử năm ấy đã trở thành huyền thoại. Hàng ngàn cán bộ chiến sĩ đã anh dũng hy sinh khi tuổi mới đông. Xương máu của các anh đã hòa quyện vào dòng sông Thạch Hãn. Dòng sông linh thiêng, dòng sông máu lửa, hồn ai đó những anh hùng liệt sĩ đang chơi vơi trên sóng nước quê tôi. Dòng Thạch Hãn một thời buồn sắc máu hồng, dòng tím đỏ cả hoàng hôn. Dòng sông yêu thương thành dòng sông